Chào các bạn trở lại với Khải Toàn. 2022 và 2023 nhằm năm Nhâm Dần và Quý Mão, tốt với ai tuổi Ngọ Tuất hoặc là tuổi Mão Thìn, sinh sau tháng 9 đến tháng 1 dương lịch. Vì đa phần là quý mộc hoặc người sinh giữa năm dư hỏa thiếu thủy, vì chữ Nhâm thuộc thủy, chữ Dần thuộc mộc hỏa. Các tuổi Dần Thân Tỵ Hợi phạm Thái Tuế vào năm 2022 và các tuổi Thân Tý Thìn phạm Tam Tai từ 2022 cho đến 2024. Trong video này, Khải Toàn nêu mật mã tài lộc và cách chỉnh thể phong thủy nhà cơ bản cho năm 2022. Tuy nhiên, dù bạn tuổi gì, nếu bạn sống chân thiện, ít muốn biết đủ, thì năm nào cũng là năm lành. Dù bạn ở đâu, nếu mở lòng thông cảm, tự khắc sẽ sản sinh ra khí trường thiện lành, thì nơi bạn sinh sống sẽ trở thành mảnh đất phước. Phong thủy cho bạn thêm cơ hội về tài lộc, nhưng không thể tiêu trừ được nghiệp lực, không thể tiêu trừ được phiền não. Vì vậy, tâm chưa thanh tịnh, không nên vội nghĩ đến phong thủy, hãy tu tâm dưỡng tánh trước khi vận dụng phong thủy. Không hiếm các vị gia chủ giàu có cầu thị vận mệnh với Khải Toàn để đạt được những thành tựu thông qua phong thủy. Bản thân họ cần có phước, bản thân họ cần có tâm vững chãi và hiểu rằng phong thủy cho thêm ít phần may mắn, cho thêm ít cơ hội về thăng tiến, không phải là thần dược. Nếu ai tin rằng phong thủy là bản năng thì đó là quan niệm về mê lầm, đi ngược với nhân quả. Khải Toàn xin chia sẻ ít kiến thức về phong thủy, hy vọng các bạn đón nhận trong tâm thái an lạc. Các bạn nên biết, xem mệnh biết mệnh mới có thể cải vận. Xem để biết bản thân, để khai ngộ, để tu sửa tâm tánh, không phải để thêm phiền não. Giả dụ biết mệnh bạn không có tài phú, thế là bạn cứ phiền não. Năm Dần sẽ xung khắc với tuổi Dần Thân, thế là bạn lại thêm phiền não. Thế thì chẳng có lý do gì để bạn quan tâm đến phong thủy khi tâm của bạn đầy tập khí. Thay vào đó, biết năm hạn Thái Tuế, tự động tu sửa tâm tính của chính mình, không buông lời bất thiện, ít can dự chuyện người khác, chú ý giữ gìn sức khỏe, tinh tấn hành thiền giúp tâm thân an tịnh. Đó là cách hóa giải tốt nhất, không cần phải cúng bái chính lễ gì cả. Làm gì có chuyện cúng giải hạn để hết xuôi ngay được. Khi trước kia bạn đã tạo ra nhân bất thiện, làm gì có thần thánh nào nhận ít xính lễ của bạn và hóa giải giúp được bạn. Các điều này hoàn toàn là mê lầm. Các bạn có thể xem lại thêm về video tuổi phạm Thái Tuế. Xem mệnh biết mệnh mới có thể cải mệnh. Tuy nhiên, không thể bỏ qua yếu tố phong thủy nhà ở. Dù bạn ở tạm, ở thuê hay là bạn sở hữu đi chăng nữa, thì mảnh đất này vẫn là ảnh hưởng lớn đến tài lộc của bạn. Để một ngôi nhà có phong thủy tốt, không thể nào thiếu sự hòa nhã và những tiếng cười trong nhà. Bạn hãy thử tưởng tượng xem, nếu những người trong nhà của mình luôn có tâm tánh đố kỵ, làm sao sản sinh ra khí trường thiện lành? Không thể sản sinh ra khí trường thiện lành. Vì vậy, hai yếu tố cơ bản giúp có phong thủy tốt đó chính là sạch sẽ, không khí trong lành và tâm hòa ái ngữ. Vì gia đình hòa thuận, vạn sự sẽ hưng, có hòa khí ắt sinh tài lộc. Trong năm 2022 Nhâm Dần theo cửu cung phi tinh, bạn nên hóa sát 3 sao hung và kích hoạt 3 ngôi sao tốt. Tìm ra hướng đông, nơi có sao tam bích nhập vào, không nên bài trí nhiều màu xanh lá hoặc nhiều cây cối. Đặt vào đây một viên thạch anh tím hoặc bức tranh màu đỏ hay là tranh mặt trời. Sao này chủ về kiện tụng thị phi và cả tranh chấp. Hai hung tinh tiếp theo là Ngũ Hoàng và Nhĩ Hắc, là hai hung tinh chủ về sức khỏe kém và hao tổn. Tại hai phương vị có ngôi sao này nhập vào,
của mỗi năm không nên có đồ vật cũ, ẩm mốc, giày dép cũ hoặc nhiều màu đỏ là không nên. Nếu có nhiều những vật này, sát khí hung tinh càng gia tăng. Để hóa sát hai ngôi sao này nên có ít kim loại, màu trắng xám, đồ đồng giúp hóa sát. Đơn giản nhất vẫn là sâu tiền 6 đồng hoặc là chiếc hồ lô đồng. Để kích tài vận và thêm may mắn nên tìm ra ba cung hướng nam, hướng bắc và hướng đông bắc, nơi có sao Cửu Tử, Nhất Bạch và Bát Bạch. Nên đặt đồ vật, tranh ảnh thuộc hành hỏa ở nam, thuộc hành thủy ở bắc và hành hỏa ở đông bắc. Bất luận bạn tuổi gì, bạn ứng dụng theo các bước trên có thể giảm hung thêm phần may mắn. Bất luận bạn sống ở đâu, khi tâm bạn thiện đều có thể sản sinh ra khí trường. Khí trường này là khí trường thiện lành, nơi ấy sẽ trở thành mảnh đất phước. Nội dung video đề cập đến 12 con giáp, đề cập đến tháng sinh và cả mệnh ngày sinh. Các bạn xem phần sau video có hướng dẫn lấy lá số hoặc tra ngày sinh của mình ra ngũ hành. Tuy nhiên vẫn không thể chính xác tuyệt đối như xem đúng ngày giờ sinh của mỗi người. Nếu kiên nhẫn xem, các bạn kèm câu hỏi cụ thể để lại ngày giờ sinh cụ thể bằng dương lịch, đủ duyên Khải Toàn sẵn lòng hồi đáp. Các bạn lưu ý, video này hoàn toàn không đề cập đến mệnh theo năm sinh, nội dung trình bày theo bát tự tứ trụ và thần sát. Vì vậy xin các bạn không đặt câu hỏi nếu thiếu ngày giờ sinh cụ thể. Trước khi đề cập về 12 con giáp, Khải Toàn xin chia sẻ về mật mã tài lộc của năm 2022. Các bạn cần ghi lại năm tháng ngày giờ sinh của mình theo hình minh họa này để biết được mệnh ngày sinh của mình là gì. Những ai sinh mệnh ngày thuộc giáp, năm này là có sao lộc thần, là mật mã dễ phát tài. Tuy nhiên, trừ ai sinh ngày giáp mà lại sinh vào tháng dần hoặc là năm ngày giờ có chữ dần, tức là mệnh có sẵn mật mã lộc thần, gặp lại năm có lộc thần là tượng hao tổn phá tài. Tiếp theo, những ai sinh mệnh ngày thuộc kỷ, năm này gặp chữ nhâm là gặp chính tài. Mệnh sinh từ giữa tháng 2 cho đến giữa tháng 7 dương lịch, khả năng ứng nghiệm tài lộc cao hơn. Những ai sinh mệnh ngày thuộc tân gặp năm dần là có cung chính tài, nhiều cơ hội về tài lộc và công việc, trừ khi ai sinh tháng dần ngọ hoặc là tuất. Ngoài ra, ai sinh mệnh ngày thuộc quý hoặc ất cũng có cơ hội tốt về tài lộc. Ngược lại, ai sinh mệnh ngày thuộc bính hoặc đinh dễ hao tài. Ai sinh mệnh ngày thuộc canh hoặc tân, năm này gặp quý nhân, dễ có người giúp đỡ. Nếu trước đó đời sống chân thiện, càng dễ có quý nhân hơn. Nếu sống bất thiện, dù mệnh có sẵn sao quý nhân, dù gặp năm có sao quý nhân cũng khó lòng ứng nghiệm. Về đường tình cảm, ai sinh mệnh ngày thuộc bính, năm này dễ biến động chuyện tình cảm. Năm này tuổi Sửu sẽ gặp sao Hồng Loan, chủ về sao tình yêu, đào hoa, dễ phiền não vì tình cảm. Ai sinh năm Mùi, năm này dễ có tin vui vì có sao Thiên Hỷ. 2022 nhâm dần, tuổi Thân, Tý, Thìn vừa có sao Dịch Mã, vừa hạn tam tai. Dịch Mã là chủ về biến động, hạn tam tai là vất vả về làm ăn, trở ngại về công việc. Tuy nhiên các bạn không nên quá lưu tâm về các sao hạn. Một năm 12 tháng, chu kỳ 12 năm, thời tiết có 4 mùa, đời người lúc lên lúc xuống là lẽ thường. Với năm nhâm dần này, dần, thân và tỵ hợi là phạm thái tuế. Cách hóa giải vô cùng đơn giản. Mở lòng bố thí. Bố thí cái gì? Bố thí thức ăn, bố thí lòng thông cảm, bố thí lời nói chân thiện, bố thí cho tâm hồn mình và vài phút tĩnh lặng. Bằng cách hành thiền mỗi ngày, đó là cách hóa giải linh nghiệp nhất. Nội dung bài đánh giá chung nên khó lòng chính xác như xem cả ngày giờ sinh. Để biết mệnh của mình có tài phú hay không,
các bạn xem lại thêm video tìm cung tài lộc trong kênh của Khải Toàn. Nhóm đầu tiên Khải Toàn xin đề cập là Tý Ngọ Mão Dậu. Tốt với ai về mệnh Thiếu Mộc, thường sinh vào mùa thu đông, không tốt với ai mệnh Kỷ Mộc, sinh vào mùa xuân. Nhóm này có Ngọ và Mão đều hợp với Dần. Đầu tiên về tuổi Tý, Giáp Tý, Bính Tý, Nhâm Tý, tức sinh năm 84, 96 và 72. Tuổi Tý nói chung năm này có sao Dịch Mã, dễ biến động đi xa, thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Tuổi Tý cá tính rất mạnh, họ là những người lầm lì và chấp trước, thường nội tâm, yêu thương gia đình, xử lý nặng về tình cảm, đôi khi lại yếu lòng. Với tuổi Tý mệnh nam, năm này có sao Cô Thần, chủ về biến động chuyện tình cảm. Giáp Tý, Nhâm Tý không xung không khắc với Nhâm Dần, tốt với ai thiếu Thủy Mộc, không tốt với ai sinh tháng Mão Dần vào mùa xuân. Tuổi Bính Tý, Bính Nhâm tương khắc, trở ngại rất là cao với những người sinh tháng Mão Dần vào mùa xuân và với ai sinh ngày Bính hoặc ngày Mậu. Mậu Ngọ, Canh Ngọ, Nhâm Ngọ tương ứng với 78, 90 và 2002. Tuổi Ngọ vốn là những người thích tự do, tính cách phóng khoáng, hết mình vì công việc, không chịu lệ thuộc, khi giận dữ như lửa thiêu. Tuổi Ngọ gặp Dần là tương hợp, nhưng không tốt với ai sinh tháng Dần Ngọ Tuất, nhất là tuổi Mậu Ngọ, vì Mậu và Nhâm xung khắc với nhau. Canh Ngọ và Nhâm Ngọ sinh tháng Thân Dậu hoặc cuối năm được xem là khá tốt. Ất Mão, Đinh Mão, Kỷ Mão tương ứng với 75, 87 và 99. Người tuổi Mão vốn rất là cố chấp, nhưng là người chính nghĩa, tính khí cực đoan phát cuồng, là người trọng danh dự, có lòng yêu thương gia đình và cứu giúp chúng sanh. Tính theo địa chi, Mão và Dần tương hợp là tốt. Tốt với ai mệnh Thiếu Mộc, thường sinh vào mùa thu đông. Với người tuổi Đinh Mão, Đinh Nhâm hợp Mộc là được tốt. Với Ất Mão, Nhâm Thủy sinh Ất Mộc là được khá. Ất Dậu, Tân Dậu, Quý Dậu tương ứng với 2005, 81 và 93. Người tuổi Dậu vốn rất cố chấp, không nên tranh cãi với họ. Họ là những người yêu thương bảo vệ gia đình hết mực. Họ là những người khéo giao tiếp. Dậu và Dần không xung không hợp không khắc, nhưng Dậu thuộc Kim, Dần thuộc Mộc, có phần khắc về ngũ hành. Với Ất Dậu và Quý Dậu được thiên can của Nhâm tương trợ và tương sinh, được xem là khá. Với Tân Dậu, chữ Tân thường thích thủy cũng là khá. Nhóm thứ hai Khải Toàn xin đề cập Thìn Tuất Sửu Mùi. Tốt với ai mệnh Thiếu Mộc, thường sinh mùa thu đông, không tốt với ai mệnh Kỷ Mộc, thường sinh vào mùa xuân, sinh vào tháng Dần hoặc Mão. Đầu tiên là Thìn, Bính Thìn, Mậu Thìn, Canh Thìn tương ứng với 76, 88 và 2000. Năm này hạn tam tai và có cả sao Dịch Mã. Người tuổi Thìn vốn là những người có khí chất giỏi, thích nghi, có nhiều cơ hội sở hữu đất đai, nhà cửa. Năm này tuổi Thìn hạn tam tai, chủ về làm ăn có phần trở ngại khó khăn, nhưng có thể kiếm nhiều tiền hơn các năm trước. Tuổi Thìn gặp năm Dần là có sao Dịch Mã, chủ về dễ đi xa, dễ thay đổi chỗ ở hoặc công việc. Thìn với Dần là tương hợp mộc là tốt. Canh Thìn thì ở mức chung, trong đó Bính Thìn và Mậu Thìn có đôi phần trở ngại, vì Bính hay Mậu đều xung khắc với chữ Nhâm của năm. Giáp Tuất, Bính Tuất, Canh Tuất và Nhâm Tuất tương ứng với 94, 2006, 70 và 82. Người tuổi Tuất vốn là người nội tâm, bảo vệ gia đình hết mực, thường có khiếu kinh doanh và khéo giao tiếp. Tuất với Dần tương hợp, tương hợp hỏa là tốt, nhưng chỉ tốt với ai mệnh khuyết hỏa. Người sinh thường mà sinh vào mùa đông. Xét về thiên can, chữ Giáp và chữ Canh không xung không khắc với chữ Nhâm, nhưng Bính Tuất lại có phần trở ngại vì Bính Nhâm khác nhau. Tuổi Tuất gặp năm Dần là có sao Quả Tú, mệnh nữ năm này dễ biến động chuyện tình cảm, dễ buồn phiền hoặc ít quan tâm về chuyện tình cảm.
Ất Sửu, Đinh Sửu, Quý Sửu tương ứng với 85, 97 và 73. Năm này có sao Hồng Loan. Người tuổi Sửu nói chung là nhóm người khá hiền lành nhưng lại lầm lì cộc tính, thuộc nhóm người hướng nội bao dung, hiếu thuận biết cho đi. Sửu vừa trải qua năm biến động vì hạn Thái Tuế. Sửu và Dần không hợp không khắc, nhưng Sửu thuộc thổ, Dần lại thuộc mộc, mộc và thổ có phần khác nhau. Với tuổi Đinh Sửu có phần khá hơn vì chữ Đinh hợp với chữ Nhâm của năm, tốt vai mệnh thiếu mộc. Sửu gặp Dần là có sao Cô Thần, mệnh nam năm này dễ biến động chuyện tình cảm. Kỷ Mùi, Tân Mùi, Quý Mùi tương ứng với 79, 91 và 2003. Năm này có sao Thiên Hỷ. Người tuổi Mùi vốn lầm lì, nội tâm đa phần bao dung, thích giúp đỡ người khác và thích làm thiện nguyện. Mùi cũng vừa trải qua năm biến động vì hạn xung Thái Tuế. Mùi và Dần không hợp không khắc, nhưng Mùi thuộc thổ hỏa, Dần thuộc mộc hỏa, có phần xung khắc về ngũ hành. Trong đó Quý Mùi thiên can nhâm tương trợ là tốt. Nhóm thứ ba Khải Toàn xin đề cập là Dần Thân Tỵ Hợi, tốt vai khuyết mộc, thường sinh vào mùa thu đông, nhưng nếu sinh vào các tháng Thân Hợi thì là bất lợi và không tốt giai mệnh Kỵ Mộc, thường sinh mùa xuân. Các bạn có thể xem thêm cha cung tài lộc và hướng dẫn lấy lá số. Nếu trong bốn tuổi này lại sinh vào các tháng Dần Thân Tỵ Hợi, khó càng thêm khó. Đây là nhóm Phạm Thái Tuế. Phạm Thái Tuế nên giữ tâm an tịnh, giữ lời nói kính kẻ, không cần cúng kiến gì cả. Nếu vận quá kém, hãy thỉnh một lệnh bài khai vận được gia trì sái tịnh hoặc một món trang sức nào đó bạn yêu thích, cũng có thể giảm đi đôi phần, nhưng hoàn toàn không thể nào hóa đi những nghiệp lực do bạn đã tạo tác trước kia. Giáp Dần, Bính Dần, Mậu Dần tương ứng với 74, 86 và 98. Người tuổi Dần có tính quân tử, khi nóng giận không thể kiềm chế. Họ là những người thích tự do, nhiều hoài bão trong cuộc đời. Dần gặp Dần là hạn Thái Tuế, biến động hình khắc, thị phi và cả hao tổn. Giáp Dần có vẻ nhẹ hơn, trong khi Bính Dần, Mậu Dần có đôi phần biến động lớn, vì thiên can Bính và Mậu đều xung khắc với thiên can Nhâm của năm nay. Gặp hạn Thái Tuế không cần cúng kiến gì cả, bạn chỉ cần tu dưỡng tâm tánh, không can dự vào chuyện của người khác. Nếu có giải hạn thì một món trang sức được gia trì sái tịnh, một lệnh bài khai vận giúp cho bạn giảm đi một ít phiền phức, nhưng trên tất cả đều từ nhân quả. Giáp Thân, Mậu Thân, Canh Thân và cả Nhâm Thân tương ứng với 2004, 68, 80 và 92. Người tuổi Thân có đôi phần kiêu căng, khó kiềm chế về cảm xúc, không chịu thua kém bất kỳ ai. Họ là những người yêu thương gia đình, bảo vệ gia đình hết mực. Năm này tuổi Thân là ảnh hưởng lớn nhất, vừa hạn Tam Tai, vừa hạn Thái Tuế và cả sao Dịch Mã Chiếu, cũng như Dần, Thân, Phạm Xung, Thái Tuế. Trong đó biến động cao nhất là nhóm Mậu Thân. Trong năm 2022 này, Mậu Thân là nhóm trở ngại lớn nhất vì phạm thiên khắc địa xung, tức thiên can và địa chi xung khắc với hai chữ của cả năm nay. Thân năm này gặp thêm hạn Tam Tai, nhưng các bạn không nên quá lo lắng, chỉ làm ăn đôi phần khó khăn. Và Thân có cả Dịch Mã biến động về chỗ ở, công việc. Tóm lại tuổi Thân năm này, Tam Tai thì cân nhắc vào đầu tư lớn. Đinh Tỵ, Kỷ Tỵ, Tân Tỵ tương ứng với 77, 89, 2001. Người tuổi Tỵ vốn rất linh hoạt, giỏi ứng biến, thích nghi tốt với cuộc sống, nhiều nhiệt huyết, giao tiếp khéo. Người tuổi Tỵ hạn hại Thái Tuế, đại diện cho năm biến động, dễ có người quấy phá. Trong đó Đinh Tỵ có phần khá hơn một chút, do Đinh và Nhâm tương hợp mộc, tốt với ai mệnh thiếu mộc. Ất Hợi, Tân Hợi, Quý Hợi tương ứng với 95, 71 và 83. Người tuổi Hợi nói chung là nhóm người hiền lành cộc tính, ít phân tranh, giao tình cảm,
và yếu lòng trong chuyện tình cảm. Người tuổi Hợi hạn phá thái tuế đại diện cho năm này hạn về công việc khó khăn, có người trở ngại và gây mất tiền tài. Với Ất Hợi và Quý Hợi có phần khá hơn đôi chút do được chữ nhâm của năm tương trợ và tương sinh. Dù vận hạn 2022 năm Nhâm Dần như thế nào, nếu tâm của bạn an tịnh, bạn sẽ khai ngộ. Việc xem vận hạn của năm giúp các bạn trải nghiệm là chính, không phải xem xong lại thêm lo lắng, chẳng khác nào tự mang phiền não vào trong lòng. Một năm 12 tháng, ngày có sáng tối, có trời có đất, làm gì có chuyện mãi suôn sẻ. Vì vậy các bạn không nên quá lo lắng. Giả dụ khi bạn chạy xe trên một con đường rất bằng phẳng, thời tiết quan cảnh rất đẹp, có thể bạn đạp hết chân ga. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu bất ngờ có chướng ngại? Vì vậy trong cuộc sống, mỗi chướng ngại là một bài học cho bản thân mình nhìn lại, cho bản thân mình thêm kinh nghiệm để vững chãi cho mai sau. Đừng vội quan tâm đến vận mệnh khi tâm của bạn chưa an, chưa tin vào chính bản thân của mình. Bản thân khải toàn, dụng phong thủy cho thêm đôi phần may mắn. Để đạt được thành tựu cần phải nỗ lực rất nhiều, và quan trọng nhất là mở lòng giúp chúng sanh. Để mở lòng với tất cả mọi người, dù chỉ là bố thí ít thức ăn, bố thí lời nói chân thiện, ánh mắt hiền từ, bạn phải có tu pháp bố thí, tu dưỡng tâm tánh của chính mình thông qua học Phật, nghe pháp thoại và hành thiền. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem, chúc các bạn tâm thân an lạc.